Thưa quý vị và các bạn, gần dân, hiểu dân, tận tâm trách nhiệm là những lời mà người dân thôn Từ Tây, xã Yên Phố, huyện Yên Mỹ dành cho bí thư chi bộ trưởng thôn Lê Thanh Xuân. Trưởng thành từ môi trường quân ngũ, khi trở về với địa phương, ông còn tích cực phát triển kinh tế với việc thành lập hợp tác xã rau sạch có doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm và tạo việc làm thường xuyên cho 80 lao động. Trở về địa phương, dù là một thương binh thương tật 43%, song với tâm niệm thương binh tàn nhưng không phế, người lính Lê Thanh Xuân vẫn tiếp tục cống hiến để xây dựng quê hương và tích cực tham gia công tác xã hội, tham gia nhiều cương vị, đến nay là bí thư chi bộ thôn. Dù đã ngoài 70, nhưng ông vẫn luôn cố gắng cùng nhân dân thôn Tử Tây thực hiện tốt các cuộc vận động phong trào tại địa phương. Xuân rất nhiệt tình với cả dân Tử Tây, tất cả mọi cái việc xây dựng đường xóm rồi đình chùa ai cũng hưởng ứng. Hai khóa này dân đều tín nhiệm bầu ông ấy làm trưởng thôn. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, ông đã vận động bà con thôn Tử Tây đóng góp công sức, tiền của và hiến đất để con em có đường làng đẹp đẽ, khang trang hàng trăm mét vuông, ủng hộ các công trình xây dựng đường làng, mương máng, sân thể thao, nhà văn hóa với số tiền trên 200 triệu đồng. Riêng xây dựng khu di tích tâm linh, ông đã vận động được người dân trong thôn ủng hộ 1,2 tỷ đồng để sửa chữa các hạng mục trong chùa. Phát huy cái tinh thần đấy thì gia đình nhà tôi hiến cho địa phương khoảng cỡ 50 mét vuông đất thổ cư. Trước kia cái đường xóm này nó chỉ có rộng có 1,8 m thôi. Bây giờ có chỗ lên tới 4,5 m, 5 m. Bây giờ ô tô là vào được rồi. Bà con thấy phấn khởi. Không chỉ làm công việc xã hội mà ông còn nỗ lực vượt khó thoát nghèo để phát triển kinh tế. Năm 2003, ông được địa phương ưu đãi cho vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vận dụng chính sách, ông lập dự án kinh doanh, sản xuất, thành lập hợp tác xã nông nghiệp rau sạch nhà lưới và chăn nuôi gia cầm do ông làm chủ nhiệm. Đến nay, hợp tác xã đã tạo việc làm cho 80 lao động là con em, cựu chiến binh, cựu quân nhân của thôn, có mức lương từ 4 đến 7 triệu đồng trên một tháng. Vào thời chính phủ, hợp tác xã luôn có từ 100 đến 200 lao động, doanh thu hàng năm trên 2 tỷ đồng, trừ chi phí các loại, ông thu lãi gần 1 tỷ đồng một năm. Đồng chí là một hội viên gương mẫu, nhiệt tình, năng nổ và cái uy tín của đồng chí đã vận động nhân dân giúp cho Ủy ban Nhân dân xã là rất là nhiều trong cái công cuộc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu hiện nay. Bởi vì với những cái người nhiệt tình, năng nổ và có cái uy tín như đồng chí Lê Thanh Xuân là đồng chí vận động nhân dân nó rất là dễ. Những đóng góp của ông đã được Trung ương, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và Hội Cựu Chiến binh huyện và cấp ủy chính quyền địa phương xã Yên Phú tặng rất nhiều bằng khen và giấy khen.